chào các bạn, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 27, là ngày thứ tư nha, là cuối tháng rồi. Nên là mình đi xét lưu hành cái xe bị quy định của nhà nước là cho tới cuối tháng 10. Cuối tháng 10 là xe đi xét lưu hành là ok, dù nó có hết hạn đăng kiểm. Đó, bây giờ mình sẽ chia sẻ cái đoạn đường mà đi lên trạm đăng kiểm ở Bình Dương. Đây là đường Đặng Thúc Định nha. Đó, với ngoài bên trái bên phải nè. Đây là cái cầu, cái đoạn đường này là rất là đẹp nha. Đó, bây giờ là đang đi lên cầu. Cầu này là cầu Rạch Cha. Cầu này cầu bê tông cũng mới làm cách đây được 5-7 năm rồi đó. Được khoảng 5-7 năm rồi. Ở cầu này là cầu nối liền giữa Hóc Môn và Củ Chi. Bên này là Hóc Môn, còn chạy qua cầu là Củ Chi. Ở đây từ từ lên đỉnh cầu quay cái dòng sông này. Cái sông này cũng rất là lớn nè. Đó, quay cái sông này. Đó, sông này ở bên nước nó bị cạn á. Đó, đây là đỉnh cầu nè, bên đây là bắt đầu là qua địa phận Củ Chi rồi nha. Đó, cái cầu này chia đôi ra, một nửa là khu vực Hóc Môn, một nửa là Củ Chi. Và thường thường là có cũng hay đi đường này, có một khách hàng trên Bình Dương hay đi đường này, nhưng mà từ tháng 7 tới giờ là xe bị nhốt, đó, nó hết lưu hành rồi, cuối tháng 8. Tới hôm nay mới bắt đầu đi xét đăng kiểm. Đây là địa phận Củ Chi rồi nha. Rồi bây giờ là tới phía trước là tỉnh lộ 8 nha. Tỉnh lộ 8 là cái tỉnh lộ nối giữa cầu Tân Phú Cường, cái cầu Phú Cường nối xuống tới thị trấn Củ Chi, cái cầu vượt Củ Chi rồi là chạy về Long An luôn ấy, rất là dài, tỉnh lộ 8 rất là dài, không biết tiếng đâu, chứ này xe này bỏ là tỉnh lộ 8 á. Tỉnh lộ 8 là quẹo phải là tới cầu Phú Cường, qua cầu Phú Cường là tới địa phận tỉnh Bình Dương. Xe này đó là tỉnh lộ 8 nha, đường này là xe rất là đông, xe từ hướng Bình Dương đi Bình để đi miền Tây nè, từ miền Tây đi Bình Dương đi đường này rất là nhiều, còn không xe tải không. Trước dịch Covid là ngay chân cầu Phú Cường là có một trạm Covid, qua bên là thuộc là thành phố Hồ Chí Minh, Củ Chi, đây là Củ Chi nha. Sau qua bên cầu Phú Cường, cầu Phú Cường là Bình Dương, hai đầu cầu là hai chốt, chốt của thành phố Hồ Chí Minh, chốt của Bình Dương. Giờ là hình như là bỏ hết rồi, bỏ hết đi cho thoải mái đâu, cái xe bự bự không á. Này mà ngừng tất cả chất xe, mà kiểm tra kẹt xe chết luôn. Là cái hướng này mà đi thẳng luôn là có một bến phà, nó bây giờ còn không, bến phà đó là đi phà là qua ngay thị trấn ngay thành phố Thủ Dầu Một luôn á. Đó, đây nè, chắc hết rồi, chắc bỏ rồi. Đó, đường này xe rất là đông, xe tải không. Đây là chân cầu Phú Cường, mình đang ở địa phận Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha. Qua tới giữa cầu, qua bên kia là thường là Bình Dương, tỉnh Bình Dương. Qua bên kia là có một cái trạm thu phí. Đó, sông này. Đây là thành phố Thủ Dầu Một. Nó đang là một cái đường ở bờ sông á. Xong rồi mới mốt ghi bạch đằng luôn á, lớn bạch đằng đẹp,
luôn.